Tê giác trắng là loài lớn nhất trong số 5 loài tê giác và nặng hơn hà mã một chút. Mọi người biết đến tê giác trắng với hình ảnh một chiếc cổ ngắn và khuôn ngực rộng. Hãy cùng Hà Sirius tìm hiểu những sự thật thú vị về chúng nhé. Tê giác trắng có hai phân loài. Tê giác trắng phương Nam được người ta ước tính rằng hiện tại có khoảng 20.000 con hoang dã, khiến cho chúng trở thành loài tê giác đông đúc nhất. Tê giác trắng phương Bắc, đáng buồn là hiện tại chỉ còn lại đúng hai con và đều là cái, đang được nuôi nhốt và bảo vệ rất nghiêm ngặt bằng vũ trang. Về cơ bản, phân loài này sẽ sớm bị tuyệt chủng. Tê giác trắng không phải có màu trắng. Một quan niệm sai lầm về tê giác là tê giác trắng có màu trắng và tê giác đen là màu đen. Trên thực tế, từ trắng chỉ là cách phát âm sai của những người Anh định cư sống ở Nam Phi về một từ tiếng Hà Lan, white hoặc wide. Tê giác trắng được gọi là white vì chúng có phần môi trên rộng hơn và dễ uốn nắng khác với loài tê giác đen. Tê giác đen được gọi như thế vì chúng thường được bao phủ bởi bùn. Tập tính xã hội của tê giác trắng rất cao. Tất cả các loài tê giác đều mang tính xã hội và điều này cũng đặc biệt đúng với tê giác trắng. Đa số tê giác trắng sống thành đàn lên đến 14 con. Những đàn này chủ yếu được tạo thành xung quanh những con cái. Những con đực trẻ hơn thường tập hợp thành một đàn cùng với một con cái trưởng thành, trong khi những con tê giác trắng đực trưởng thành thì sống một mình. Điều này cũng giống với tập tính của loài voi châu Phi. Tê giác trắng là loài tê giác lớn nhất. Con đực có thể dài tới 5m, trong khi con cái có thể dài tới 3,6m không tính đuôi. Khi đứng, tê giác cao khoảng 1,83m. Con đực nặng hơn so với con cái, đặt khoảng 2.300kg so với con cái đặt khoảng 1,7 tấn. Chúng lớn hơn một chút so với loài tê giác một sừng ở Ấn Độ. Con người là mối đe dọa duy nhất đối với tê giác trắng. Một con tê giác trắng trưởng thành sẽ không có kẻ thù tự nhiên vì kích thước, sừng và có lớp da dày. Tuy nhiên, con người vẫn là mối đe dọa lớn cho chúng. Nạn săn trộm đã đe dọa quần thể tê giác trong hơn 400 năm nay. Thậm chí, việc gia tăng thú vui săn bắn trong thế kỷ 19 gần như khiến cho tê giác trắng bị tuyệt chủng. Luật chống săn trộm ở Nepal và Ấn Độ đã cứu những con tê giác còn lại, giúp chúng được chuyển đến khu bảo tồn. Mặc dù hoàn toàn không có bằng chứng khoa học nào chứng minh, nhưng từ lâu sừng tê giác đã được đánh giá cao về công dụng của nó trong y học cổ truyền châu Á. Người ta khẳng định rằng sừng tê giác ở dạng bột có thể chữa được nhiều vấn đề về sức khỏe. Chính những quan niệm sai lầm này của con người đã dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng cho loài tê giác. Nhu cầu về sừng đã khiến các tổ chức săn trộm quốc tế tổ chức thực hiện những vụ trộm và thậm chí họ còn sử dụng công nghệ tiên tiến như ống ngắm ban đêm và máy bay trực thăng nữa. Ngày nay, phần lớn nhu cầu đến từ Thái Lan và Trung Quốc. Một chiếc sừng tê giác trắng có thể được bán với giá lên đến 70 triệu đồng trên thị trường chợ đen ở Nam Phi. Trước những năm 1800, Nam Phi là nơi sinh sống của hàng trăm nghìn con tê giác. Ngày nay, nơi đây chỉ còn là nơi sinh sống của 70% trong tổng số 29.000 con tê giác còn sót lại trên trái đất. Sừng của tê giác trắng có thể mọc lại. Sừng tê giác không phải dạng xương như các loài gia súc. Sừng của chúng ở dạng keratin và cùng một loại protein cấu tạo nên móng tay cũng như tóc của con người. Trong khi những kẻ săn trộm lại đi giết chúng lấy sừng, khiến tê giác trắng gần như bị tuyệt chủng. Sừng tê giác thực sự có thể cắt bỏ một cách an toàn và mọc trở lại mà không gây hại cho con vật, giống như việc cắt tỉa móng tay ở người. Trên thực tế, những người nuôi tê giác trắng ở Nam Phi đã làm điều đó. Hàng năm, họ tiêm thuốc mê và cắt bỏ khoảng 2kg sừng của mỗi con tê giác trắng và giữ lại trong kho với mong muốn một ngày nào đó những chiếc sừng sẽ được buôn bán hợp pháp. Tê giác trắng không thể nhìn rõ. Tê giác trắng có thị lực rất kém. Đây có thể là lý do đôi khi chúng lao về phía trước một cách hung hãn mà không rõ nguyên nhân. Để bù đắp cho khuyết điểm này, tê giác trắng có được một thính giác và khứu giác nhạy bén. Võng mạc của tê giác chỉ có thể phát hiện và nhận dạng hình dáng con người ở độ xa khoảng 200m. Tê giác trắng là động vật ăn cỏ rất hùng mạnh. Mặc dù chúng có kích thước lớn và cặp sừng nguy hiểm, nhưng tê giác trắng là loài động vật ăn cỏ. Tê giác trắng thích sống ở savan và các đồng cỏ rộng lớn. Tê giác trắng là một trong những loài ăn cỏ lớn nhất trên trái đất, không ăn gì ngoài cỏ, đặc biệt là các loại ngũ cốc hạt ngắn. Khi có nước, một con tê giác sẽ uống 2 lần một ngày, nhưng có thể chịu đựng đến 5 ngày nếu không có nước uống trong mùa khô hạn. Tê giác trắng phải ăn đến 60kg cỏ mỗi ngày.
Điều này có ý nghĩa là chúng gần như không ngừng ăn để nuôi cơ thể to lớn của chúng. Vì tê giác trắng không có động vật ăn thịt tự nhiên, nên nó có xu hướng ăn từ từ mà không phải sợ hãi. Trong khi đó, loài tê giác đen ăn nhiều loại thực vật khác nhau, bao gồm cả lá và trái cây. Tê giác đen ăn khoảng 200 loại thực vật trong tự nhiên. Số thực phẩm khổng lồ này có giá trị dinh dưỡng thấp. Một con tê giác trắng trưởng thành có thể thải ra đến 2-3 kg phân mỗi ngày, hơi nhiều so với quy định. Tê giác trắng có họ hàng với loài voi ma mút lông xoăn. Tê giác trắng hiện đại có họ hàng với loài voi ma mút lông xoăn sống trong kỷ băng hà. Trong thời gian này, một loài được gọi là tê giác lông xoăn sống cùng với voi ma mút. Những con tê giác này được cho là có phạm vi lãnh thổ lớn nhất trong số các loài tê giác từng sống. Tê giác lông xoăn đã tuyệt chủng cách đây 10.000 năm. Chúng là một loài động vật ăn cỏ và địa y. Điều thú vị là hộp sọ hóa thạch của chúng được tìm thấy tại một thành phố ở miền nam nước Áo vào khoảng năm 1500. Tuy nhiên lại được xem là của một con rồng. Một bức tượng được xây dựng với hình ảnh một chú rồng lớn với đôi cánh như dơi và thân như cá sấu. Các tác phẩm điêu khắc đã sử dụng hộp sọ mà họ tìm thấy làm hình mẫu cho bức tượng. Thử nghiệm gần đây xác định rằng hộp sọ thực sự thuộc về một con tê giác lông xoăn. Một tình huống treo đầu dê bán thịt chó đến từ vị trí của người Áo. Những loài có họ hàng gần với tê giác trắng ngày nay là ngựa vằn, ngựa và heo voi, chứ không phải voi. Tiếng kêu của tê giác trắng. Chúng sẽ phát ra nhiều loại âm thanh khác nhau như khịt mũi, cau nhau, tiếng rống, tiếng ré lên và tiếng gầm gừ. Tên khoa học của tê giác trắng là Cerathotherium simon. Từ Cerathotherium có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là sừng và thú, trong khi simon trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mũi tẹt. Như vậy tổng hợp lại, chúng ta có một cái tên cực kỳ kiêu hãn, đó là con thú mũi tẹt bị cắm sừng. Thực vậy, mũi tẹt lét là điểm đặc trưng của chúng. Tên khoa học của mọi loài tê giác đều liên quan đến sừng. Tuy nhiên, tê giác trắng là loài duy nhất có tên khoa học đề cập đến chiếc mũi tẹt. Kẻ thù của tê giác trắng. Là loài lớn nhất trong số các loài tê giác trắng phải đối đầu với rất ít kẻ thù. Khi ở tuổi vị thành niên, chúng phải đối mặt với các mối đe dọa từ sư tử, cá sấu và các loài ăn thịt lớn khác như báo hoa mai, linh cẩu và chó hoang. Nhưng sau khi phát triển đến kích thước trưởng thành, tê giác trắng sẽ đối mặt với rất ít mối đe dọa từ những kẻ săn mồi. Loài này không chỉ sở hữu cặp sừng dài và tốc độ cao, mà còn có lớp da dày như một loại áo giáp tự nhiên, tạo cho chúng lớp bảo vệ bổ sung để tránh khỏi những kẻ săn mồi lớn như sư tử. Sinh vật săn tê giác trắng hàng đầu vẫn là con người. Số lượng tê giác trắng do săn trộm ở Nam Phi đã lên tới đỉnh điểm là 1.215 con vào năm 2014 và kể từ đó đã giảm, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với những thập kỷ trước. Hầu hết tê giác trắng sống trong khu bảo tồn riêng biệt hoặc công viên tự nhiên, nơi chúng được bảo vệ một cách tích cực từ lực lượng bảo vệ và an ninh vũ trang. Tốc độ tối đa của loài tê giác trắng. Đối với thân hình to lớn như vậy, nhưng loài tê giác trắng lại có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc và có thể đạt tốc độ khoảng 48 cây số một giờ. Khi so sánh với người đàn ông nhanh nhất thế giới là Usain Bolt, chỉ có tốc độ tối đa khoảng 43 cây số một giờ. Tốc độ chạy của tê giác trắng vượt xa các loài động vật có vú lớn khác trên đất châu Phi như voi hoặc hà mã. Vì sao tê giác hay hung hãn lao về phía trước? Tê giác đã phát triển thính giác và khứu giác rất tốt. Tuy nhiên, thị giác của nó rất kém và chỉ có thể nhìn trong khoảng cách gần. Việc hung hãn lao tới cho phép tê giác tự vệ trước những con vật lạ. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy việc tê giác mẹ bảo vệ con hoặc tê giác đực bảo vệ lãnh thổ của chúng. Dưới cái nắng gay gắt của châu Phi, tê giác trắng skin care bằng cách nằm trong bóng râm. Tê giác cũng có sở thích tắm bùn. Chúng tìm một bãi nước thích hợp và lăn trong bùn, phủ lên da một lớp chống nắng và như loại thuốc chống côn trùng tự nhiên. Tê giác có thính giác và khứu giác nhạy bén, vì vậy chúng có thể tìm thấy nhau bằng cách lần theo dấu vết do mùi mà những con tê giác khác để lại trong khu vực. Kỹ năng đánh dấu mùi hôi. Cũng như các loài tê giác khác, khu vực lãnh thổ của tê giác trắng được đánh dấu mùi bằng những bãi phân được cả hai giới sử dụng. Các bãi phân dùng đống thường nằm ở ranh giới lãnh thổ và đóng vai trò là điểm giao tiếp và đánh dấu lãnh thổ.
Tất cả tê giác đều để chất thải của chúng ở đó, nhưng chỉ có những con đực là chủ lãnh thổ mới thả phân đánh dấu lãnh thổ bằng những cú đá và phun nước tiểu theo nghi thức của chúng. Việc đánh dấu bằng cách phun nước tiểu chủ yếu thực hiện dọc theo ranh giới lãnh thổ. Giao phối và tán tỉnh. Khi kiểm tra nước tiểu tê giác trắng cái và biết nó sắp động dục, cảm nhận điều này qua các tuyến mùi hương, tê giác đực sẽ ở cùng với con cái trong tối đa 20 ngày. Lúc đầu con đực đi cùng với con cái và giữ một khoảng cách hợp lý, cho đến khi con cái động dục hoàn toàn và cho phép nó tiếp cận. Thời gian tán tỉnh kéo dài đến 1 ngày, đặc trưng bởi việc con đực để cằm lên mông của con cái và cố gắng trèo lên. Cuối cùng con cái sẽ đứng yên, uốn cong đuôi và cho phép nó giao phối. Thời gian giao phối kéo dài một cách đáng kể, từ 20 phút đến 1 giờ đồng hồ. Như vậy khả năng sinh lý của tê giác trắng tương đối tốt. Kiếm ăn trên đồng cỏ. Tê giác trắng sống ở vùng đồng cỏ phía Nam Châu Phi, nơi có thời tiết ấm áp và có lượng mưa trung bình 650ml mỗi năm. Chúng dành tới 10 giờ mỗi ngày để ăn cỏ, để có đủ chất dinh dưỡng nuôi cơ thể to lớn của mình. Vậy là nội dung những sự thật thú vị về loài tê giác trắng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại.